Video này mình làm về cây cherry, tiếng Mỹ nó gọi là Barbados cherry. Barbados cherry. Còn tiếng Việt Nam của mình là cây cherry gò công. Cây này rất là hợp thổ nhưỡng khí hậu tại Florida. Loại cây này mình đã trồng khoảng 4 năm tuổi thôi. Nó cho ra trái liên tục. Nếu mà mình muốn cho nó ra trái thì mình cứ tỉa cành nó đi thì nó sẽ ra hoa, giống như cái cành này mình mới tỉa cách đây khoảng 2-3 tuần thì bây giờ nó bắt đầu nó ra hoa từ cái nhánh mà mình tỉa, không? Nó ra rất là nhiều hoa. Và trái nó cứ có quanh năm như vậy, nếu mà mình chỉ có tỉa cành cho nó thì nó sẽ ra quanh năm. Loại cây này mình trồng thì mình không có phải chăm bón hay là phân do hay là nước nôi gì cả. Nó rất là dễ. Chỉ cần trồng xuống, vun cái gốc cho nó và bỏ cái vỏ cây thì nó phát triển rất là tốt và rất là xanh, rất là tốt ở cái khí hậu của Florida này. Mình mới tỉa cách đây khoảng 3 tuần nhưng mà bây giờ cành lá ra lại rồi, và trong khi đó thì nó ra đợt hoa mới. Cây này mình đã ăn trái mấy lần trong năm nay rồi, hoa bây giờ bắt đầu nó lại ra lại do mình mới tỉa cành. Cây này là cây cherry đầu tiên mình trồng, và bà xã và con gái rất thích cái loại này, đâm ra là từ cái cây này mình trồng mình thích quá, đâm ra là mình nhân giống ra mình trồng tiếp. Đây là cây thứ hai, cây này cũng cho ra trái được 2 đợt rồi. Mình cũng mới tỉa cành cách đây cùng với cái cây bên kia là khoảng 3-4 tuần, thì bây giờ bắt đầu từ cái chỗ mà mình tỉa nó đã bắt đầu nó ra hoa lại và sẽ cho trái trong vòng khoảng 2 tháng. Cái triết lý trồng của mình là mình cũng quay cái phòng và mình đổ cái vỏ cây thì nó sẽ giữ nước và làm ấm cho rễ. Bây giờ Florida là đang bắt đầu mùa thu đông, nhiệt độ bình thường khoảng 70 độ 75-80 tùy ngày. Bây giờ nó bắt đầu nó trở lạnh, nhưng mà cái cây này thì không có vấn đề gì với cái thời tiết lạnh của Florida. Mấy tối nay nó xuống còn khoảng 40-45 nhưng mà không có vấn đề gì cả. Đây là cái cây thứ hai mà mình trồng xuống, và cây này là cây thứ ba. Mình con mình nó rất thích đi săn cái trái cherry này, đâm ra là mình cứ trồng kế tiếp trồng hoài. Cây này cũng bắt đầu ra hoa. Đây là cây thứ ba, cây cherry thứ ba. Đây là cây thứ ba bên phải ngôi nhà của mình. Và tiếp đến là cây thứ tư. Cây này thì chưa cho ra trái, năm này chưa có cho ra trái. Bây giờ mình mới tỉa cành thì bắt đầu nó ra hoa. Tỉa cái cành này khi từ khi mình trồng xuống đến giờ chưa có phân bón, chưa có nước gì, bởi vì vừa rồi Florida mưa rất nhiều, đâm ra là mình không phải tưới, không phải gì hết. Nó vẫn phát triển tốt, bấm cành đi mà bây giờ nó ra những cái cành đã xanh rất đẹp, chứng tỏ cây này nó rất thích cái khí hậu tại Florida. Cây này cây thứ tư, và cây này cũng là cây thứ năm. Cây này đã cho ra đợt trái ăn rồi, bây giờ mới tỉa và nó
cũng bắt đầu ra hoa, thì hy vọng 2 tháng nữa sẽ có trái để mà hái. Đây là cây cuối cùng. Như vậy là bên phải 3 cây, bên trái 3 cây là 6 cây cherry tổng cộng. Khi mà mùa cherry tới thì tha hồ mà đi ra lượm trái rất là nhiều. Cây này cũng chưa, năm nay cũng chưa cho ra trái. Mới tỉa cành đây nhưng mà cây này không thấy cho ra hoa. Không biết là mùa lạnh này nó có đậu trái giống như mùa hè không, nhưng mà để xem. Ok, mình kết thúc cái video này về cây cherry. Cái cây cherry này khi mà có trái thì ăn rất ngon, ngọt ngọt chua chua, đâm ra là các cô, các cháu gái rất thích. Nhưng mình trồng là mình trồng cho bà xã với con gái cái cây này. Ok, khi nào mà có trái thì mình sẽ quay thêm một cái video để mà cập nhật cái về cái cây cherry này cho các bạn ha.